Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nghi vấn lính Bắc Triều Tiên tham gia cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga Ngày 17 tháng 10, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề lính Triều Tiên tham gia cùng quân Nga tại Ukraine. BBC dẫn một nguồn tin tình báo quân đội của Ukraine cho biết quân đội Nga đang lập một đơn vị có khoảng 3.000 lính Triều Tiên. Cùng với đó, Bình Nhưỡng đẩy mạnh mối quan hệ đồng minh quân sự gần gũi với Điện Kremlin hình ảnh phóng sự trên BBC. Đến nay BBC chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một đơn vị quân sự lớn như vậy được lập ở vùng Viễn Đông của Nga. Đồng thời, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này về sự tham gia của binh lính Triều Tiên. Tuy nhiên, BBC khẳng định rõ ràng mức độ hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã trở nên sâu sắc hơn trong những tháng gần đây nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tổng thống nga putin và gọi ông là người đồng chí thân thiết nhất trong khi đó bbc cho hay tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã nói về việc triều tiên tham chiến và bộ trưởng quốc phòng hàn quốc trong tháng này đã nói rằng có khả năng cao binh lính triều tiên được triển khai tại ukraine bbc dẫn xác nhận của một nguồn tin quân sự ở vùng viễn đông nga cho rằng một số lượng binh lính Triều Tiên đã đến nơi và đồn trú tại một trong những căn cứ quân sự gần thành phố Yusushrist, nằm ở phía bắc của thành phố cảng Vladivostok. Tuy nhiên, nguồn tin này đã từ chối đưa ra con số chính xác, ngoài việc nói rằng không thể nào gần con số 3.000 được. BBC dẫn nhận xét của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng đây sẽ là một sự thăng tiến đáng kể trong quan hệ của họ một cấp độ tuyệt vọng mới của Nga sau những tổn thất trên chiến trường. Hình ảnh ông Putin và ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. BBC nhắc lại hồi tháng 6, ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un đã đạt được một thỏa thuận hòa bình và phòng thủ. Có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên đang cung cấp đạn dược cho Nga, thể hiện qua việc phát hiện một tên lửa ở vùng Bontava của Ukraine. Trên thực tế, BBC cho biết thông tin về mìn và đạn pháo do Bình Nhưỡng cung cấp đã xuất hiện từ tháng 12 năm 2023 trong các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Telegram liên quan đến cộng đồng quân sự của Nga. BBC cho rằng Triều Tiên có thể có khoảng 1,28 triệu binh sĩ thường trực, nhưng quân đội nước này không có kinh nghiệm tác chiến gần đây. Bình Nhưỡng đã theo đuổi mô hình lực lượng vũ trang cũ của Liên Xô, nhưng hiện không rõ lực lượng chính là bộ binh cơ giới có thể đáp ứng được thế nào trong cuộc chiến Ukraine. Theo BBC, Ngoài ra còn có rào cản ngôn ngữ về việc binh sĩ Triều Tiên không quen với các hệ thống của Nga khiến việc tác chiến trở nên khó khăn. Điều này không loại trừ khả năng quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng binh lính nước này có năng lực về kỹ thuật và xây dựng chứ không phải là chiến đấu. Vẫn theo BBC, Bình Nhưỡng đang rất cần tiền bạc và công nghệ trong khi Moscow cần binh sĩ và đạn dược. BBC dẫn nhận định của ông Andrei Lankov, giám đốc công ty tư vấn Korea Chris Group, Bình Nhưỡng sẽ nhận được nhiều tiền và có lẽ tiếp cận được công nghệ của quân đội Nga. Điều này sẽ giúp cho binh lính của họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực sự, nhưng cũng có rủi ro. Đó là việc binh lính Triều Tiên được tiếp xúc với phương Tây, được xem là một vùng đất thịnh vượng hơn. BBC cũng cho biết đối với ông Putin, việc bù đắp những tổn thất đáng kể trong hơn 2 năm rưỡi chiến tranh đang trở nên cấp bách, trong khi ông Zelensky rõ ràng quan ngại về liên minh quân sự Nga Triều thì việc không có binh lính phương Tây xuất hiện trên chiến trường Ukraine là do lo ngại cuộc chiến sẽ leo thang. Tuy nhiên, BBC đánh giá nếu thông tin hàng trăm lính Triều Tiên chuẩn bị được triển khai là thật thì chuyện binh lính nước ngoài chiến đấu trên chiến trường Ukraine dường như sẽ không phải là mối bận tâm của ông Putin. Sự leo thang căng thẳng liên Triều có nguy cơ trở thành chiến tranh, ngày 16 tháng 10 BBC tiếng Việt bình luận, căng thẳng Triều Tiên Hàn Quốc leo thang, chuyện gì đang xảy ra, liệu sẽ có chiến tranh. BBC cho biết ngày 11 tháng 10 Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái. Tron xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng vào ban đêm trong hai tuần liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng. Hình ảnh bài trên BBC. Những chiếc drone này được cho là đã rải truyền đơn, tuyên truyền ở thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên gọi đây là một hành động khiêu khích, có thể dẫn đến xung đột vũ trang và thậm chí là chiến tranh. Theo BBC, sau khi đưa ra những cáo buộc này với Hàn Quốc, vào ngày 11 tháng 10, Bình Nhưỡng cho biết họ đã ra lệnh cho quân đội biên giới chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc phủ nhận việc điều khiển drone đến Triều Tiên, tuyên bố sẵn sàng đáp trả và cảnh báo rằng nếu sự an toàn của công dân nước mình bị đe dọa, đó sẽ là dấu hiệu cho sự kết thúc của chế độ Triều Tiên. Vẫn theo BBC, sau đó vào hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã phá hủy một phần của hai con đường nối liền Hàn Quốc, thể hiện phần nào lời đe dọa trước đó. Ngày 16 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố 1,4 triệu thanh niên nước này đã đăng ký nhập ngũ hoặc quay trở lại quân đội. Những sự kiện này là những động thái mới nhất trong chuỗi hành động đáp trả qua lại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, BBC nhận xét, căng thẳng giữa hai nước đã lên đến mức cao nhất. Tính trong nhiều năm trở lại đây, kể từ khi ông Kim Jong-un tuyên bố vào tháng 1 năm 2024 rằng Hàn Quốc là kẻ thù số 1 đối với chế độ của ông. BBC dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên vào ngày 14 tháng 10 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp người đứng đầu quân đội, các lãnh đạo quân sự, các bộ trưởng an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như các quan chức hàng đầu nước này. Tại đó, ông Kim đã thiết lập phương hướng hành động quân sự tức thời và giao cho các quan chức thực hiện hoạt động răng đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ. BBC dẫn lời người phụ trách quan hệ công chúng của Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Lee sung jun nói rằng, Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích quy mô nhỏ như các vụ nổ nhỏ trên các con đường liên Triều. Sau lời nhận định của ông Lee, trên các con đường mang tính biểu tượng Gyeongui và Donghae đã lập tức xảy ra những vụ nổ. BBC cũng cho biết sau vụ nổ, quân đội Hàn Quốc nói rằng họ đã khai hỏa ở phía biên giới của mình để thị uy. Họ cũng tăng cường giám sát Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng các màn ăn miếng trả miếng qua lại giữa hai miền Triều Tiên cho thấy cả hai bên đều không muốn rút lui trước. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Kim Dong-jok từ Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul cho rằng không bên nào muốn nhượng bộ vào thời điểm này. BBC cũng dẫn nhận định của giáo sư Kang Dong-wan từ Đại học Dong-A ở thành phố Busan, Hàn Quốc nhận định: "Tôi không nghĩ tình hình sẽ leo thang lên mức độ chiến tranh. Triều Tiên đang tận dụng việc đối đầu quân sự để củng cố đoàn kết nội bộ." BBC nhắc lại về mặt kỹ thuật, hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì họ không ký hiệp ước hòa bình khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 việc thống nhất với miền Nam luôn là một phần quan trọng trong hệ tư tưởng của miền Bắc kể từ khi thành lập nhà nước. Mặc dù điều đó ngày càng xa rời thực tế, điều này đã thay đổi khi ông Kim Jong Un từ bỏ việc tái hợp với miền Nam vào tháng 1 năm nay. BBC lưu ý, ông Kim đã đưa Triều Tiên đến gần hơn với nước Nga dưới thời tổng thống Putin, khiến cho ông càng mâu thuẫn với Mỹ và phương Tây, những đồng minh của Hàn Quốc. Mối quan hệ lâu dài của Triều Tiên với Trung Quốc có thể nói là đồng minh quan trọng nhất của nước này cũng trở nên quan trọng sống còn đối với họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin sự leo thang căng thẳng liên Triều có nguy cơ trở thành chiến tranh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.